Tại Bình Định, thời gian gần đây, các vụ cháy tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn liên tục xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động thu hút du lịch và tình hình an ninh trật tự. Đây là vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 4 tháng 8 năm 2016 tại khách sạn Bình Dương trên đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn. Hàng chục nhân viên, khách thuê phòng tại các tầng 4 và 5 bị mắc kẹt phải tháo chạy lên tầng thượng để hít thở và tránh khói đen. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Định đã huy động phương tiện và lực lượng dập lửa, đồng thời khẩn trương đưa nhiều du khách bị mắc kẹt tại tầng thượng thoát nạn. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Một tuần sau đó, lúc 8 giờ ngày 10 tháng 8, nhà nghỉ Thịnh Thành ở đường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn lại xảy ra vụ cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bình Định đã điều 50 cán bộ chiến sĩ và 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ đến ứng cứu, khống chế đám cháy. 30 phút sau đó, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không có ai thương vong, nhưng nội thất trong phòng 302 đã bị hư hỏng. Cái tình hình lượng khách du lịch về địa bàn thành phố cũng tăng cao, trên các cái máy điều hòa hoạt động và cái khách sạn hoạt động quá tải. Quá tải là đều các phòng hoạt động đều trên 24 tiếng. Cho nên là trong quá trình hoạt động đó là quá trình bảo dưỡng các cái thiết bị máy điều hòa nhiệt độ và thiết bị điện tiêu thụ ở trong các khách sạn là chúng ta không làm tốt công tác bảo dưỡng, vệ sinh, bụi ở trong đó, cho nên dẫn đến hiện tượng là máy nó hoạt động nó quá công suất của nó mà nó nóng và dẫn đến hiện tượng cháy. Phòng nghỉ tại khách sạn, nhà nghỉ thường kín đáo, riêng tư, ít khi nhân viên kiểm tra, trong khi máy điều hòa hoạt động gần như hết công suất và không ít trường hợp khi khách ra khỏi phòng vẫn để điều hòa, máy quạt hoạt động, kể cả gạt tàn thuốc lá chưa dập tắt. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc sử dụng các thiết bị điện lại bất cần thì việc xảy ra các vụ cháy là điều khó tránh khỏi. Lúc đó víu rồi coi như là tìm cái số điện thoại của bên phòng cháy chữa cháy cũng không ra, mà trong công an phường thì cũng có số điện thoại trong máy mà coi như là lúc đó nó yếu rồi không tìm ra, chỉ coi như là cả nhà đồng loạt và dập tắt. Thì có mấy anh em ở gần xóm điện công an phường ra. Các cơ quan chức năng là tăng cường các kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện này, tiêu thụ điện. Cái thứ hai, chuẩn bị phương tiện sẵn sàng để chữa cháy có hiệu quả nhất. Và vấn đề thứ ba nó cũng là tuyên truyền để khách đến thì tại khách sạn yên tâm về các trang bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Hiện nay nó có và hướng dẫn người dân nếu xảy ra thì khách đến nghỉ tại đó đều sử dụng phương tiện đó chữa cháy được và bằng biện pháp nhanh nhất là báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, các vụ cháy tại khách sạn, nhà nghỉ ở Bình Định chưa xảy ra thương vong. Song với những dấu hiệu chủ quan, lơ là của các chủ cơ sở kinh doanh và thực tế là hậu quả đã xảy ra, các cơ quan chức năng cần chấn chỉnh kịp thời, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc, không để đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của du khách, góp phần xây dựng hình ảnh của du lịch địa phương.